Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị quay trở lại với series Quản lý gia sản cho người Việt của AZFIN Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của series này. Và qua 6 tập trước đó, ekip của AZFIN nhận được rất nhiều những comment cũng như là inbox của các anh chị bày tỏ là cái sự quan tâm của mình tới câu chuyện của quản lý tài chính, quản lý gia sản nói chung, chứ không chỉ dừng lại ở góc độ đơn thuần là câu chuyện của các cái mã cổ phiếu như trước đây. Đó, thì đây cũng sẽ tiếp tục là những cái tín hiệu tốt đáng mừng để AZFIN, để anh Phục cũng như là Nam có thể là tiếp tục mang tới những anh chị những cái giá trị ở trong cái nội dung này, cả ở góc độ của câu chuyện ngắn hạn cũng như dài hạn, đúng không ạ? Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận được khá nhiều cái sự băn khoăn anh Phục ạ. Đó là mọi người thì cho rằng là ở trong cái nội dung mà chúng ta thảo luận có khá nhiều thứ phức tạp để bản thân những cái gia đình hoặc là cá nhân những anh chị mà có thể nói là phụ trách tài chính trong gia đình mình có thể tự mình hoạch định và thực thi. Đó là một cái câu chuyện mà mọi người bày tỏ với chúng ta. Đó, thì với cái câu hỏi được ra như vậy thì nó có một câu chuyện, đó là liệu có cần hay không một cố vấn tài chính cho việc quản lý gia sản của mỗi gia đình hay mỗi gia tộc. Đó, thì trong nội dung hôm nay anh Phục và Nam sẽ có những cái trao đổi để làm rõ hơn cái câu chuyện này, với nội dung đó là tầm quan trọng của cố vấn tài chính trong câu chuyện quản lý gia sản. Đã. Xin chào anh Phục ạ. Vâng, để trước khi bắt đầu nội dung chính thì em có một câu hỏi nhỏ nhỏ, đó là trong khuôn khổ của cái nội dung ngày hôm nay thì chúng ta dành một chút thời gian để có thể gọi là tạm định nghĩa là cái cố vấn tài chính là những ai hay là tổ chức như thế nào, để cho quý vị anh chị nhà đầu tư, quý vị đang theo dõi chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đại loại định nghĩa về cố vấn tài chính thì nó cũng khá là phức tạp, nhưng mà đơn giản đó là một người bạn đồng hành của gia đình chúng ta hay là của chúng ta để thực hiện các cái công việc liên quan đến từ việc đánh giá, soi chiếu, hoạch định, rồi là hỗ trợ chúng ta trong cái việc là thực thi cái việc quản trị tài chính sao cho chuyên nghiệp nhất, bài bản nhất và hiệu quả nhất, thì đó là cố vấn tài chính. Vậy thì cố vấn tài chính này thì có thể là như anh nói thì những người bạn, những người đồng hành, đúng không? Thì đúng, nó có thể là cả cá nhân cũng như là góc độ của tổ chức, đúng không? À, vâng, cái này thì nó bao gồm cả có thể là cá nhân mà cũng có thể là tổ chức. Đó, miễn sao mà làm sao họ phải phù hợp, có đủ năng lực và phù hợp với cái việc cố vấn cho chúng ta. Đó, thì cái điều đó thì cần phải lựa chọn cũng rất kỹ thì mới có thể tìm được mà những cái cố vấn phù hợp để thực thi cái việc đó. Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì có một câu hỏi hết sức cơ bản, đó là vậy thì khi nào hay là trong những trường hợp nào thì các gia đình sẽ cần cho mình một cái cố vấn tài chính? Thực ra về cơ bản tôi nghĩ rằng là các gia đình ấy thì thường là cần cố vấn tài chính ngay từ những lúc mà chúng ta đã có ý định về cái việc hoạch định tài chính cho tương lai để quản lý cái gia sản của mình, thì phải có ngay từ đầu, ngay từ lúc mà quy mô chúng ta còn tương đối nhỏ bé mà chúng ta muốn thực hiện một cách bài bản thì cần có ngay lập tức, chứ không phải là lúc chúng ta có quy mô tài sản lớn rồi, lúc đi chúng ta cần cơ cấu lại thì mới cần cố vấn tài chính. Vâng, tuy nhiên thì ví dụ là em đưa ra một cái câu chuyện, đó là nếu như mọi người nói về câu chuyện là như anh nói là cần ngay từ đầu, nhưng mà nếu ở trong góc độ này mọi người nói là quy mô tài sản còn nhỏ, tôi vẫn có thể tự mình quản lý được, hoặc thậm chí có một cái câu chuyện đó là nếu mà chỉ là cái câu chuyện của việc mà thu nhập rồi chi tiêu tiết kiệm thôi tôi làm được đó, còn đầu tư thì đã có tiền đâu để đầu tư. Thì thường là mọi người sẽ có một cái quan niệm của xã hội là như thế, thì liệu chúng ta tiếp cận với góc độ này như thế nào? Thực ra là những cái quan điểm đó thì thường rất là phổ biến với đa phần những người chưa tiếp cận đến với những cái kiến thức, những cái nội dung về quản trị tài chính một cách bài bản. Quản trị tài chính ở đây không phải là lúc có chúng ta mới cần, mà lúc chúng ta chưa có thì chúng ta hoạch định sẵn ra, kế hoạch sẵn ra, để đến lúc chúng ta có thì chúng ta sẽ có thể xử lý một cách êm xuôi và phù hợp với những cái tài sản chúng ta có. Và ngay cả kể khi chúng ta chưa có thì cái việc tư vấn về hoạch định tài chính, về kế hoạch tài chính vân vân ấy, thì vẫn rất cần thiết cho cái việc từ cái định hướng nghề nghiệp cho chúng ta, hay là định hướng cái việc học hành cho con cái chúng ta. Đó, rồi là trong cái việc đào tạo con, chứ chưa nhất thiết là phải là phân bổ vốn mới cần. Đó, thì tức là cần toàn diện từ đầu đến cuối luôn đấy anh nào.
Vâng, vậy thì trong cái phần chia sẻ của anh Phục thì có lẽ là với quý vị anh chị nhà đầu tư, chúng ta sẽ nhìn nhận cái góc độ của cố vấn tài chính ở đây là cái câu chuyện của việc là các cái chức năng của họ sẽ tương đối là rộng. Chúng ta cũng không nên nghĩ rằng là cố vấn tài chính là một cái gì nghe nó hoành tráng, nó to lớn đâu. Mà nó từ những cái việc nhỏ nhất, từ những cái kế hoạch nhỏ nhất đến những cái thứ lớn hơn. Chứ không hẳn là cứ phải rất lớn thì chúng ta mới cần. Và cái cố vấn tài chính là một cái gì đó nó rất là bình thường ở các nước phát triển. Chứ nó không nghe có vẻ như nghiêm trọng hoành tráng như ở Việt Nam đâu ạ. Ở đây thì đấy, anh Phục cũng đang đưa ra những cái quan điểm tương đối rõ ràng để chúng ta có thể là làm mềm cái câu chuyện và làm đơn giản hóa cái câu chuyện hơn, đúng không ạ? Vậy thì với góc độ của quản lý gia sản anh Phục ạ, thì có thể tóm tắt một cách ngắn gọn là các cái vai trò chính hoặc chức năng chính của cố vấn tài chính họ sẽ làm gì? Về cơ bản như này, xã hội luôn phân công công việc theo đúng năng lực. Thì thông thường một người bình thường ấy, hay là một doanh nhân chẳng hạn, thì họ rất giỏi về lĩnh vực của họ, rất giỏi kinh doanh chẳng hạn, hay rất giỏi những cái công việc chuyên môn của họ. Tuy nhiên về vấn đề tài chính thì thực sự là nếu mà họ chưa tìm kiểu kỹ, sâu, nghiên cứu lâu năm thì họ sẽ không thể gọi là có được những cái năng lực giỏi bằng các cái chuyên gia họ chuyên về tài chính được. Nhưng các chuyên gia về chuyên về tài chính ấy, thì họ cũng chỉ là chuyên về cái việc là tư vấn các cái chiến lược, rồi là tìm kiếm các cái nơi để phân bổ, hỗ trợ phân bổ cho những người sử dụng cố vấn tài chính thôi. Chứ họ cũng không thể là những người gọi là ba đầu sáu tay để có thể thực hiện tất cả mọi thứ, đúng không? Họ không thể giúp biến không thành có, mà họ giúp cho các nhà đầu tư hiệu quả hơn. Và cái cố vấn tài chính ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rộng. Đó là thực sự là họ cũng hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Từ các cái khâu liên quan đến là định hướng về nghề nghiệp, về chiến lược. Rồi những cái khâu liên quan đến gọi là lập cái kế hoạch mục tiêu tài chính. Rồi đến những cái việc là tư vấn tìm kiếm những nơi để phân bổ các cái tài sản đó. Rồi xa hơn đó là xây dựng để có thể chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo, vân vân. Tuy nhiên thì nhân đây tôi cũng lưu ý một chút, cố vấn tài chính ở đây ấy, thì ở Việt Nam của chúng ta còn khá mới. Thế do đó là có rất nhiều các cố vấn tài chính gọi là các bạn ấy gần như rất là non, chỉ đọc được mấy cuốn sách ở nước ngoài, về rồi cũng đi tư vấn tài chính như thật ấy. Nhưng thực tế là những cái trải nghiệm chưa có, và những cái tư vấn thì nó mang tính hình thức là chính, chứ nó không mang tính thực tế. Tôi lấy ví dụ những cố vấn tài chính thực sự ấy, họ phải giúp được cái gì? Ví dụ ở cái phần đầu tư đi. Ví dụ nhà đầu tư muốn là phân bổ một phần vào tiền gửi đi. Họ phải tìm được nơi nào tiền gửi vừa an toàn, lợi suất lại cao hơn hẳn so với khách hàng đầu tư cơ. Hoặc họ tìm nơi nào thì họ có thể gọi là có ngoài có lợi suất cao hơn mà lại có sự đảm bảo tốt hơn cho các đối tượng sử dụng cái cố vấn tài chính đó. Hay là cái việc phân bổ tài sản trong cái việc đầu tư chẳng hạn, cũng phải biết lựa chọn kênh A, kênh B, kênh C, vân vân, là làm sao vừa phù hợp vừa hiệu quả. Còn như ở Việt Nam hiện nay, tôi nhận thấy cũng có một số người tự nhận mình là cố vấn tài chính, nhưng mà thực ra họ chính là nhân viên sale chứ không phải cố vấn tài chính. Thì tôi có gặp một bạn làm ở khách hàng private của một ngân hàng chẳng hạn. Thế bạn bảo bạn là cố vấn tài chính, thì tôi cũng đến tôi ngồi hỏi bạn ấy, thế bạn giúp gì được tôi ABC. Và cuối cùng tất cả các câu chuyện của bạn là bạn ấy bán hàng các cái sản phẩm của ngân hàng bạn ấy, chứ không phải là bạn ấy vì cái mục đích tối ưu hóa cái hiệu quả cũng như phù hợp với những cái khách hàng bạn ấy tư vấn. Thế do đó là chúng ta cũng cần phải lựa chọn rất là kỹ ở cái vấn đề này. Vâng, tức là trong chia sẻ của anh Phục thì có thể thấy rằng cái chức năng của các anh chị cố vấn nó cũng tương đối là rộng, đúng không ạ? Tương đối là rộng, từ cả những khâu liên quan đến hoạch định, đó, mục tiêu, và thậm chí như anh nói là cả cái phần liên quan đến thậm chí là hướng nghiệp nữa. Đó. Thì và tuy nhiên thì nó sẽ có cái sự khác nhau về cái phần hiệu quả, thì nó sẽ về phần năng lực cũng như là kinh nghiệm của các anh chị cố vấn như anh Phục có chia sẻ đó, cũng sẽ là cái phần như thế. Bản thân Nam thì em thấy nó có một câu chuyện thế này, thực ra thì chúng ta cũng là những người có nghiên cứu và chúng ta đã từng làm rất kỹ ở trong một câu chuyện với AZ Talent là làm thế nào để Việt hóa cái chương trình đào tạo về tài chính cá nhân cho các bạn nhỏ nó phù hợp với Việt Nam, và chúng ta tương đối hiểu cái sự khác biệt mang tính văn hóa, tính địa phương. Nếu mà chỉ mang những câu chuyện về tài chính cá nhân ở các nước phát triển về chẳng hạn ấy, thì sẽ đương nhiên nó, như cá nhân em thấy thì vừa phức tạp hơn, không phù hợp,
không hiệu quả bởi vì nó không phù hợp. Đó, nhiều khi chúng ta có quá nhiều cái lọ này lọ kia chẳng hạn, cứ bóc bóc ra như thế xong rồi cuối cùng thì áp dụng vào nó vừa khó, nó lại vừa mọi người nhìn nó phức tạp và không đúng bản chất câu chuyện. Đúng không ạ? Đó. Thì với cái bức tranh như thế thì liệu các gia đình sẽ với các cái mục tiêu tài chính khác nhau, ví dụ một gia đình là cần quản lý một cái câu chuyện là cái gia sản nhỏ nhỏ thôi, tập trung vào hướng tiết kiệm hiệu quả hơn đấy, hay là những gia đình mà có tài sản lớn mà cần đầu tư phát triển nó, cái khối tài sản đấy nó ở cái quy mô lớn hơn, thì vậy thì với những cái mục tiêu khác nhau như vậy, câu chuyện khác nhau như vậy thì cái việc lựa chọn cố vấn tài chính phù hợp. Thực ra là cái câu chuyện này có thể nói là quá khó ở Việt Nam, bởi vì cái lĩnh vực này thì thứ nhất là nó mới phát triển, thứ hai nữa thì như vừa trao đổi với anh Nam đó là cố vấn tài chính ở Việt Nam thì đa phần là những cái cố vấn nửa mùa, thậm chí là những cái người mà chưa từng trải qua cái việc thực thi cho chính bản thân mình như thế nào mà lại đi tư vấn cố vấn cho những người rất giàu có, rất thành đạt thì nó rất là khó. Thế thành ra cái việc lựa chọn ở đây thì rõ ràng là rất là khó đối với mọi người, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vẫn có những cái cố vấn, những cái chuyên gia nó phù hợp. Đó là đầu tiên quý vị là phải khảo sát họ, đánh giá họ, nói chung là mình cũng phải có tương tác trao đổi qua một chút xem cái tư duy của họ như thế nào, nó có phù hợp với mình hay không là thứ nhất. Thứ hai là mình cũng phải cần thử họ một chút về cái việc là xem là những cái tư vấn của họ nó có mang tính vụ lợi hay là mang tính rất là khách quan. Đó, tôi lấy ví dụ như này, thì tôi cũng có kiểm tra một số bạn, đó là tôi hỏi là tình hình là như vậy, là tài sản của anh thì lên như vậy, lên phân bổ như thế nào, ví dụ một câu hỏi rất đơn giản như thế chẳng hạn. Thì các bạn cố vấn ở các công ty, ở các ngân hàng thì họ lại tư vấn cho mình toàn kiểu nào thì trái phiếu nào thì gửi ngân hàng tiết kiệm lãi cao lắm, ngân bên em sẽ hỗ trợ bên anh thế này thế kia. Thế thì mình biết ngay là đây là cố vấn ảo rồi, cố vấn gọi là thứ nhất là không có năng lực và nó không phù hợp rồi. Cái cố vấn ở đây là họ phải đưa cho chúng ta một cái, đầu tiên là một cái bức tranh tổng thể, tổng thể đầy đủ toàn diện, nhưng nó phải phù hợp với những mục tiêu, những cái ý tưởng của chúng ta đã. Rồi sau đó họ tư vấn từng phần, thì họ phải đưa ra được những cái dựa trên cái cơ sở gọi là tối đa hóa lợi ích cho chúng ta, chứ không phải là mang tính chất bán hàng. Đó, rồi là những cái tư vấn ý thì họ phải mang tính chất là nói chung là khách quan nhất, khách quan nhất. Đó, và bên cạnh đó thì nhà đầu tư cũng cần phải chú ý, đó là cái đơn vị mà thực hiện cái tư vấn đi có tính chất độc lập hay không, hay đã từng có kinh nghiệm như thế nào rồi trong cái việc tư vấn đó. Đó thì chúng ta cần phải tìm kiếm, thực sự là cũng rất khó khăn, nhưng mà các anh chị cứ nên khảo sát qua 3-4 người, 4-5 người rồi sau đó mới tìm được một cái người gọi là phù hợp nhất, chứ không nên gặp một người và ngay lập tức là chúng ta đã làm việc với họ. Đó, thì đấy là cái kinh nghiệm mà tôi cũng đã từng đi khảo sát qua là như vậy. Dạ vâng. Thì với cái giả dụ là khi mà một gia đình đã lựa chọn cho mình được một cái cố vấn tài chính, cứ cho nó phù hợp đi, tại thời điểm đó, thì liệu có phải là cái việc mà có cho mình một cố vấn tài chính là và giao hết mọi việc cho họ đã là xong việc chưa, hay là các gia đình sẽ cần phải có cái sự phối hợp, trao đổi, thậm chí là đồng hành với cố vấn của mình? Vâng, về cái câu chuyện này thì do là các cố vấn ở Việt Nam thì cái tính chuyên nghiệp chưa được nhiều, cũng như là cái năng lực thì cũng chưa được chứng minh nhiều. Thế do đó là đầu tiên là mình tham khảo cái ý kiến của họ đã, xem có phù hợp không. Phù hợp thì mình tham gia cùng họ để có thể phân bổ vận hành. Thì ban đầu thì mình có thể là thực hiện theo các cái tư vấn đó một phần đã. Rồi sau này mình cảm thấy nó phù hợp với mình, nó hiệu quả hơn, thì lúc ý chúng ta tham gia với vai trò sâu hơn. Tuy nhiên, cố vấn vẫn chỉ là cố vấn, và người quyết định cuối cùng chính là các anh chị, những người gọi là sử dụng cái cố vấn đó, thì mới là cái yếu tố quyết định, chứ không thể, chúng ta không thể giao cho họ được. Giao cho họ là rất là phức tạp và rất là có nhiều vấn đề rủi ro ở đây, thì có thể liên quan đến vấn đề rủi ro về đạo đức. Đó. Hoặc là mới gặp nhau mà chúng ta đã làm việc sâu quá chẳng hạn, thì cuối cùng đến lúc là nó sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề mà chúng ta chưa biết được trong tương lai như thế nào.
Tức là như cái phần của anh Phục trao đổi ngay từ đầu, cũng chúng ta có nói đến câu chuyện là cũng sẽ cần phải có sự đồng hành với nhau, đúng không ạ? Tuy nhiên nó sẽ phải từng bước. Đúng rồi, từ từ dần dần. Và cái đó mới lại càng phù hợp hơn đối với người Á Đông chúng ta, chứ không thể tin tưởng một cách vô điều kiện ngay lập tức được. Vâng ạ, lại nhắc đến câu chuyện của văn hóa Đông ấy, thì ở nội dung của hai tập trước chúng ta cũng đều nhắc đến câu chuyện của văn hóa và giáo dục. Đặc biệt trong đó anh Phụ cũng chia sẻ là văn hóa Đông có cái sự khép kín nhiều hơn. Đó, mọi người khó chia sẻ hơn về cái câu chuyện thực tế của gia đình mình như thế nào. Thì với kinh nghiệm thực tế của anh thì liệu đây có phải là, với đây là với góc độ ví dụ của một cố vấn tài chính đi, thì đây liệu có thể xem là một cái khó khăn chính trong cái câu chuyện của việc hỗ trợ quản lý gia sản cho các gia đình ở Việt Nam? Vâng, theo tôi ở đây nó cũng vừa là một điểm khó nhưng cũng đồng thời là một điểm thuận lợi đối với những người làm cái việc cố vấn tài chính. Điểm khó đó là chúng ta cũng không thể biết được một cái bức tranh tổng thể một sớm một chiều để có thể là đưa ra các cái cố vấn tư vấn một cách phù hợp nhất với họ. Nhưng mà ngược lại, điểm thuận lợi ở như này, những người Á Đông thông thường thì họ cũng khá là thận trọng từ từ. Nhưng một khi họ thấy chúng ta hiệu quả, đồng hành cùng chúng ta tốt thì họ lại rất trung thành. Đó, họ lại rất trung thành. Và họ lại sẵn sàng gọi là tham gia sâu hơn từng bước. Thì từ đó giảm bớt những cái áp lực cho các cố vấn tài chính đi. Đó, thì đấy là vừa là mặt thuận lợi cũng như cái mặt khó khăn nhất định. Đó, còn đối với một người đứng trên vai trò là tôi đã từng là cố vấn tài chính cho cũng khá nhiều các cô chú, các anh chị, thì tôi thấy rằng đó là một cái cơ hội rất tốt để tìm hiểu nhau, để đồng hành cùng nhau một thời gian dài. Thì khi hai bên cảm thấy hợp nhau, hiệu quả nhau thì lúc ấy chúng ta sẽ đi sâu hơn. Và rõ ràng khi hợp nhau rồi thì tôi cũng xin chia sẻ lên người Á Đông cũng như là người phương Tây thôi. Khi hợp nhau, khi ok rồi họ sẵn sàng chia sẻ rất nhiều, chia sẻ tất cả. Thì từ đó thì chúng ta gọi là đi từng bước một vững chắc đến cái việc gọi là đạt được các cái kết quả tài chính kỳ vọng. Yeah. Yeah. Vâng, ở trong cái phần mà anh Phục chia sẻ trước đấy thì bản thân em rất là thích cái keyword anh nói, đó là cái sự độc lập. Ở trong góc độ khi mà một cái cố vấn đấy, các bạn ấy cung cấp cái dịch vụ về phần tư vấn đó, thì tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy thôi, nếu chúng ta làm việc cho, như anh nói, ví dụ cho một ngân hàng nào đó, thì đương nhiên chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc là kinh doanh hay tư vấn về cái sản phẩm của đơn vị mình rồi cho khách hàng của chúng ta, thì câu chuyện nó tương đối khó tránh. Thì như anh vừa nói, nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái hiệu quả trong câu chuyện quản lý gia sản. Vậy thì có những cái yếu tố nào khác có thể giúp cho gia tăng cái tính hiệu quả trong cái công việc của cố vấn tài chính với cái yêu cầu đó là quản lý gia sản trong một gia đình đó, thì nó sẽ là cái câu chuyện có những cách thức nào? Thực ra về cái câu chuyện đa phần các cái những người bảo là cố vấn tài chính hiện nay ấy, của các cái tổ chức tài chính ấy, thì họ chẳng qua chỉ là những nhân viên kinh doanh của các tổ chức đó thôi. Thế thành ra là tổ chức đó hưởng lợi nhờ cái việc khách hàng sử dụng các cái dịch vụ của tổ chức đó. Chính vì thế cho nên họ phải hết mình về cái việc bán sản phẩm cho chính cái tổ chức đó. Tuy nhiên thì cũng có những cái tổ chức hay cũng có những cái đơn vị họ độc lập, thì họ hưởng lợi bằng cách là họ thu phí trên cái phần hiệu quả của khách hàng. Thì khi đó thì họ sẽ tách rời được cái vấn đề là bán sản phẩm của mình, mà là họ phải hướng đến cái mục tiêu là hiệu quả nhất cho khách hàng. Thì từ đó họ cũng được hưởng lợi từ cái hiệu quả đó. Đó, thế do đó rằng là quý vị mà thấy rằng là các cái tổ chức ấy mà họ đến bảo ông đến đây tôi cố vấn, tôi tư vấn miễn phí cho ông này kia chẳng hạn, thì có thể là có một cái vấn đề ở đấy, tức là họ mang tính chất bán hàng, đội nốt cái cố vấn thôi. Ngoài ra thì các quý vị nhà đầu tư thì trong các cái tổ chức tài chính chẳng hạn, cũng có khá nhiều người họ rất là công tâm cơ, chứ không phải là họ có tính vụ lợi đấy. Họ sẵn sàng tư vấn cho chúng ta một cách đầy đủ. Ví dụ như họ tư vấn một bức tranh toàn diện nên phân bổ vào những cái tài sản nào chẳng hạn, thì trong đó có một phần là tài sản của tổ chức họ, thì họ tư vấn đúng tại tổ chức họ thật. Nhưng mà chúng ta phải thấy, chúng ta cần phải có một góc nhìn là nó có phù hợp không. Nếu nó phù hợp ok, không hẳn là họ vụ lợi đâu. Đấy, còn những cái phần khác thì họ có thể là nếu họ biết sâu họ giới thiệu chúng ta, không thì họ đưa ra cho chúng ta những lựa chọn option, và chúng ta sẽ có thể check được những lựa chọn này có tối ưu, có tốt không.
Thì từ đó thì chúng ta mới xác định được rằng là có nên gọi là đồng hành lâu dài cùng những cái cố vấn đó hay những tổ chức đó hay không. Đó thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta có thể thực hiện. Vâng, vậy thì cái tính độc lập nó sẽ mang đến cái khả năng trong cái sự khách quan cao hơn đúng không ạ? Và nó sẽ là một cái thứ mà nếu mà về lâu về dài và trong bức tranh lớn nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự hiệu quả cao hơn. Vâng. Vậy thì trong cái câu chuyện của việc là cái phần thực thi của các cố vấn tài chính thì thường là họ sẽ sử dụng các cái chiến lược hoặc các cái công cụ tài chính gì để có thể giúp cho cái việc quản lý gia sản nó hiệu quả? Thực ra đối với việc tư vấn quản lý gia sản đối với những người mà phổ thông ấy, đối với những gia đình, những hộ gia đình mà quy mô tài sản tương đối nhỏ phổ thông thì họ thường, các bạn tư vấn thường chất lượng chuyên môn cũng không quá cao đâu. Các bạn thường dùng những cái khuôn mẫu của nước ngoài và các bạn áp vào. Cũng giống như là ở mức sơ cấp nhất là đó là có cái quy luật mấy chiếc lọ đấy, hay cứ phân bổ vân vân ấy, thì đó chỉ là những cái cơ bản nhất mà thôi. Thì thông thường chỉ có những cái gia đình, những anh chị mà có quy mô tài sản rất lớn, lên đến triệu đô thì mới được tiếp cận đến những cái gọi là công cụ riêng biệt dành cho các anh chị đó. Và thực tế đối với việc tư vấn quản lý gia sản ấy, đối với những anh chị mà có quy mô tài sản lớn ấy, thì như AZFIN có làm ấy, thì không có một cái công cụ cố định nào cả. Tất nhiên là cũng có những cái khung, ví dụ như AZFIN có những cái khung về việc là nhận diện cái thực trạng tài chính của họ theo những cái tiêu chí mà AZFIN xây, từ đó để xác nhận được rằng xem cái chất lượng tài sản ra sao, chất lượng nguồn vốn như thế nào, rồi là cái việc hiệu quả của cái tài sản, của cái nguồn vốn ý có ổn hay không, rồi là xem các cái tài sản ấy nó đã đầy đủ các cái cơ cấu chưa, để cho đáp ứng được các cái mục tiêu tài chính chưa, rồi sau đó mới đưa ra các cái giải pháp từng phần một sao cho phù hợp nhất với mỗi người, mỗi gia đình và với mỗi mục tiêu. Thì khi đó chúng ta mới đạt được cái hiệu quả cao nhất về mặt quản lý gia sản. Đó, còn tôi cũng xin trao đổi lại là cũng không có một mẫu chung nào cả. Nếu mà có những cái mẫu chung ở trên mạng hay là ở nước ngoài mà copy về ấy, thì về cơ bản nó dành cho phổ thông thôi, và nó cũng không có giá trị nhiều đối với các anh chị đâu, đúng không ạ? Và các anh chị mà áp dụng vào chẳng hạn thì có thể nó lại không phù hợp với văn hóa, với hoàn cảnh của bản thân chính gia đình mình. Thế do đó là cái cao nhất của cái đó là phải phù hợp với chính bản thân các anh chị. Thì để phù hợp được thì tất nhiên hai bên phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, có thể phối hợp từng phần hoặc phối hợp toàn phần đó, và phải phối hợp với nhau đó, thực hiện từng bước một, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái hiệu quả cao của cái việc sử dụng cố vấn tài chính. Chứ không phải cố vấn tài chính ở đây là gặp mấy bạn chuyên viên tư vấn mấy cái rất là đơn giản hay rất là phổ thông thông dụng như bình thường thì sẽ không mang lại cái hiệu quả cao được. Trong phần chia sẻ của anh thì có lẽ ở trong này chúng ta sẽ cần phải làm rõ một câu chuyện, đó là cái cố vấn tài chính này cần phải có một cái khả năng làm sao để hiểu rõ được thực sự câu chuyện về cái bối cảnh, cái bức tranh tài chính của bản thân gia đình đấy, đúng không ạ? Đúng rồi. Thực sự mà nói thì tôi đã gặp nhiều cố vấn tài chính là các bạn gọi là nhiều lúc các bạn ấy không có cái tính độc lập và cũng như không có được những cái trang bị kinh nghiệm cần thiết để có thể cố vấn, mà các bạn ấy mang tâm lý của chính các bạn ấy, các bạn áp cho những anh chị. Đó, thì nó hoàn toàn không phù hợp. Đó. Ví dụ mang tâm lý của một người mà mới cầm tài sản có vài trăm triệu chẳng hạn mà lại đi tư vấn cho những người cả trăm tỷ là không được. Đấy, thế do đó là cần phải lựa chọn rất là kỹ về cái vấn đề này. Không thì có thể có những câu chuyện là chữa lợn lành thành lợn què đấy. Có đấy, có rõ ràng là có những cái câu chuyện như thế. Vâng, vậy thì trong cái câu chuyện chúng ta đang nói về quản lý gia sản tại Việt Nam, vậy thì nhìn rộng ra một chút, ở trên bình diện quốc tế thì liệu là chúng ta có một cái ví dụ, một cái bài học gì không để chúng ta có thể đưa ra ở đây để cho các quý vị anh chị có thể tham khảo với góc độ là sử dụng cái cố vấn tài chính một cách hiệu quả? Vâng, tôi lấy ví dụ như là tỷ phú Bill Gates chẳng hạn. Thì ông ấy là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới trong rất nhiều năm qua, với quy mô tài sản hàng trăm tỷ đô, với các cái khoản đầu tư ở khắp nơi trên thế giới, khắp các châu lục và hàng vài chục nước, rồi tài sản thì hàng vài chục loại tài sản. Tôi lấy ví dụ như này, riêng cái cổ phiếu thì ông cũng sở hữu những cái danh mục đầu tư rất là nhiều. Rồi là riêng cái danh mục đất ý, ông là một trong những người sở hữu cái đất nông nghiệp lớn nhất thế giới, lên đến hàng trăm ngàn hectare chứ không phải là nhỏ.
đúng không? Thì vậy ông ấy là một người, cũng là một người sử dụng các cái cố vấn tài chính thuộc dạng hiệu quả nhất thế giới hiện nay để có thể xử lý một đống công việc khổng lồ đến như vậy, phân bổ tài sản hàng trăm tỷ đô la cơ mà. Thế thì cái câu chuyện của ông ấy sử dụng như nào? Đó là ông ấy cần phải đặt người đúng vị trí. Đặt người đúng vị trí. Ví dụ như trong các cái khoản đầu tư của ông ấy thì có một cố vấn tài chính là một chuyên gia quản lý đầu tư rất là nhiều năm kinh nghiệm, và đã được ông ấy kiểm tra, ông ấy đánh giá, và ông ấy giao cho từng phần, và sau nhiều năm cuối cùng ông ấy giao cho một lượng lớn để có thể xử lý quản lý. Đó, tức là ông cũng phải check xem là có phù hợp với mình hay không để mới thực hiện, và phải giao cho đúng người đúng việc thì từ đó hiệu quả nó mới cao. Đấy, chứ không hẳn là những người châu Âu, những người Mỹ này họ cứ tin tưởng tất đỏ tôi giao cho ông tất. Đấy, không có chuyện đó. Đúng không ạ? Tương tự như thế đối với những người ở Việt Nam cũng thế. Chúng ta cần phải có những cái kiểm tra như tôi vừa đưa ra ở ban đầu. Kiểm tra một cái kỹ càng, đánh giá để xem là tư vấn có phù hợp hay không. Là thứ nhất. Thứ hai là những bạn tư vấn này thì phù hợp với những cái mảng nào, chứ không phải là bạn ấy có thể đầy đủ các cái chức năng. Cũng giống như ở AZFIN Việt Nam ấy, thì AZFIN Việt Nam cũng chỉ có năng lực trong cái phần thứ nhất là cơ cấu đánh giá lại cái tài sản và nguồn vốn của khách hàng. Đánh giá cái hiệu quả của cái tài sản đó như thế nào, và đưa ra những cái giải pháp mà tương đối là có cái sự chung nhưng mà cũng tương đối phù hợp với đặc điểm của mỗi khách hàng. Còn về cái việc phân bổ tài sản chẳng hạn, thì thực sự AZFIN thì cũng chỉ có năng lực trong cái việc phân bổ đầu tư tài chính thôi. Còn các cái phân bổ khác như bất động sản hay là phân bổ về coi về rất nhiều các thứ khác nữa chẳng hạn, thì rõ ràng là khách hàng cần phải lựa chọn những cái đơn vị khác có thể tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả nhất. Đó, thì đấy là cái cách sử dụng các cái cố vấn, các cái tư vấn như thế từ kinh nghiệm của các cái tỷ phú hay là của những người ở nước ngoài là như vậy. Tức là họ cũng có cái sự đồng hành một cách từng bước đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, và họ đặt đúng vị trí, đặt người đúng vào chỗ, đúng vị trí, đúng năng lực. Đó, và họ thường là họ sử dụng thêm nhiều cố vấn khác nhau ở các cái mảng khác nhau. Đó, ngay cả cái việc đơn giản ngoài cái việc tài chính nó liên quan đến cố vấn về pháp luật thì họ cũng phải có những cố vấn riêng đúng không? Rồi cố vấn về sức khỏe cũng riêng. Thì trong cái việc đầu tư thì cố vấn về mảng đầu tư bất động sản riêng, cố vấn về mảng đầu tư liên quan đến cổ phiếu trái phiếu riêng, hay là cố vấn liên quan đến các cái tác phẩm nghệ thuật cũng phải riêng. Đó, và cái việc sử dụng thì cũng cần phải gọi là điều chỉnh một cách dần dần từ từ thì cuối cùng nó mới hiệu quả được. Vâng, anh Phục có chia sẻ về câu chuyện của AZFIN. Chúng ta đã và đang là cố vấn tài chính cả trực tiếp cũng như gián tiếp cho rất nhiều gia đình. Trong cái câu chuyện của đầu tư chứng khoán thì ai cũng biết rồi. Ở đây chúng ta nói đến câu chuyện quản lý gia sản đi. Đó, thì anh có thể cho biết là với cái hành trình vừa qua ấy, thì cái điều ý nghĩa nhất hay là nổi bật nhất anh thấy đối với khi mà chúng ta đồng hành với các anh chị nhà đầu tư về câu chuyện quản lý gia sản nó như thế nào, anh có thể chia sẻ một số câu chuyện được không? Vâng, thực sự là AZFIN đã thực hiện cố vấn trực tiếp cũng như gián tiếp cho rất nhiều. Và trong đó nổi bật nhất là có một nhóm các anh chị mà có quy mô tài sản rất lớn. Thì đầu tiên là về cái tư duy về quản lý gia sản đã. Thì rõ ràng đầu tiên là các anh chị rất giỏi, bởi các anh chị đều là thành viên hội đồng quản trị hay ban điều hành của những công ty, những tập đoàn lớn. Anh chị cực kỳ giỏi trong việc kinh doanh, quan hệ, rồi là kiếm tiền, rồi vân vân. Nhưng mà có một cái điều liên quan đến quản lý gia sản toàn diện thì anh chị vẫn có những cái sự hiểu lầm. Đó, vẫn có sự hiểu lầm và chưa có cái sự toàn diện. Thứ nhất là về cái việc phân bổ tài sản tài chính của các anh chị ý. Thì ngay cả với một chị là kế toán trưởng của một cái doanh nghiệp niêm yết VN30 đi chẳng hạn. Thì sau khi trao đổi về cái việc là mình phải đầu tiên là mình phải nhận diện cái tài chính của mình, sau đó mình tối ưu từ cái đó rồi mới đến các cái bước đầu tư vân vân chẳng hạn. Thì chị mới ngớ người ra, chị bảo à, trước đây chị đúng là chủ quan. Tức là như này, về cái cơ cấu tài chính của doanh nghiệp hàng tỷ đô, chị bảo là ủi chị nắm trong lòng bàn tay, rất thành thạo. Nhưng mà bản thân cái gia sản, cái tài sản của nhà chị lại không quan tâm đúng mức. Thế thì đến lúc chị xem lại thì chị thấy rằng à, có quá nhiều những cái vấn đề bất cập ở đây. Thì có những cái thứ mà chị bỏ rất nhiều tiền vào nhưng nó không sinh lời chẳng hạn. Đúng không? Rồi tiếp theo, quy mô tài sản lớn như vậy nhưng mà cái việc tạo ra dòng tiền nó lại rất nhỏ. Mà cái việc sinh hoạt hàng ngày vân vân lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái công việc của chị đang làm.
Rồi tiếp theo là về cái tư duy dạy con chẳng hạn. Thì trước đây thì chị với gia đình thì cứ giấu con, bảo trẻ con thôi thì không nên quan tâm đến tiền. Thế thành ra các con, chị có một cậu con trai thì mới học lớp 6, lớp 7 thôi, nhưng mà rất là thích kinh doanh. Cứ hỏi bố mẹ về kiếm tiền, về doanh nghiệp, về các thứ, nhưng bố mẹ lại giấu. Đấy, hỏi thu nhập bố mẹ như thế nào, bảo thu nhập bố mẹ mấy triệu tháng thôi, chục triệu tháng thôi. Bạn bảo không đúng, con đi học rồi học phí đã 30-40 triệu một tháng rồi chẳng hạn. Đó, thì sau khi trao đổi thì chị mới nhận ra à, nó cũng giống như giáo dục tình dục cho con ấy, giáo dục tình dục giới tính cho con ấy. Đó là không nên giấu, mà mình phải đưa ra, chia sẻ với con và định hướng con sao cho nó đúng đắn, để con có thể dần dần hiểu hơn về tài chính. Và sau này khi lớn lên thì mình mới có thể chuyển giao cái tài sản cho các con chứ. Thì về, đấy là một cái ví dụ đơn giản. Còn về cái tư duy đào tạo các bạn ấy, thì nhiều anh chị tuy rằng là rất có điều kiện nhưng mà không có nhiều thời gian chăm nom con. Thế thì cũng bị hiểu sai lầm một chút. Đó là rất nhiều gia đình thì có điều kiện lên đến cả vài trăm tỷ, thậm chí nghìn tỷ. Con của họ đẻ ra, nhiều người có thể gọi là xuất phát từ ở vạch đích rồi, đúng không? Nhưng mà một số anh chị lại vẫn cứ bắt con phải quay lại vạch số 0 để đi lên, bởi vì cho rằng là điều đó sẽ rất bền vững. Nhưng thực ra không phải, thực ra không phải. Không nhất thiết là phải bắt con về vạch số 0. Không biết biết là phải định hướng cho con là phải tìm một cái công việc là kiếm 5, 10, 20 triệu, 30 triệu một tháng. Mà vấn đề con các anh chị ở một điểm xuất phát khác. Chúng ta có thể bắt đầu đào tạo từ cái điểm đó, để thúc con anh chị làm những cái điều lớn lao hơn rất nhiều. Chứ không phải là đưa con các anh chị là về giống như con của một người nông dân hay là một người thu nhập ở tầng lớp trung lưu đồ xuống được. Thế thì cuối cùng mất hết những cái lợi thế cạnh tranh đang có, cũng như lãng phí những cái gọi là nền tảng cơ sở mà các bạn ấy có thể giúp cho chính các bạn ấy thành công hơn, rồi giúp cho đất nước này tốt đẹp hơn chẳng hạn. Đó, thì đấy là về những cái tư duy. Rồi tiếp theo về cái việc phân bổ tài sản, thì trước đây thì các anh chị thường là bị phân bổ tài sản bị một cách nào quá lệch lạc, tức là cứ đất vân vân mà không chú ý đến những cái tiêu chí khác trong cái tương lai. Đấy, đấy là những cái ví dụ mà đơn giản nhất mà hay xảy ra đối với các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn anh Phúc. Để kết thúc thì em xin phép là có thể quay lại một chút đến cái câu hỏi đầu tiên, nhưng mà cụ thể hơn. Đó là với câu chuyện về quản lý gia sản, với những cái gia đình mà đã có tài sản đầu tư, đã có những cái hoạt động đầu tư tương đối rồi đấy, thì họ sẽ thực sự cần tới cố vấn tài chính chuyên sâu khi nào? Thực ra là họ luôn luôn cần đấy. Bởi vì như này, cái năng lực con người như Phục cũng đã có chia sẻ là năng lực con người thì có hạn. Kể cả chúng ta giỏi đến mấy thì chúng ta cũng chỉ giỏi một vài lĩnh vực thôi. Kế toán trưởng của một doanh nghiệp đúng 30 đúng không? Đúng rồi. Chúng ta vấn đề. Đúng rồi, chứ không phải là chúng ta giỏi tất cả. Thế do đó là chúng ta thay vì cái việc là cứ bảo là phải cố định trong đầu rồi tìm cố vấn, đó là mình cũng đi trao đổi thêm, giao lưu thêm. Đối với những người mà mình thấy là cái tư duy về quản trị tài chính, về những cái mảng đầu tư hay vân vân hay thú vị chẳng hạn, thế thì từ đó thì mình có thể gọi là học hỏi một phần nào đó. Tôi lấy ví dụ như này, tôi cũng gọi là biết rất nhiều các anh chị, sau khi trao đổi thì các anh chị lại kết nối được với những người chuyên gia đầu tư bất động sản này, kết nối với chuyên gia đầu tư cổ phiếu này, kết nối với chuyên gia vàng hay chuyên gia này chuyên gia kia chẳng hạn. Thì sau đó thì tự nhiên là các anh chị cũng sẽ có một cái tư duy về toàn diện hơn về cái tài sản đó. Và các anh chị có thể sử dụng, nói chung là cố vấn ở đây là không hẳn là phải đi thuê người cố vấn, mà ngay cả trong cái giới bạn bè của anh chị cũng có thể là những cái cố vấn tài chính. Chúng ta không nên ghim cố định là cố vấn tài chính là phải ở tổ chức ABC, mà chính cả những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta cũng là những cố vấn. Nhưng làm sao mà chúng ta phải kết hợp họ vào được đó, và để cho nó phù hợp với bản thân chúng ta nhất, thì từ đó mới có được một cái hiệu quả cao. Và như vậy là lúc nào chúng ta cũng nên cần cố vấn tài chính. Vâng, đó chính là lý do mà ở phần đầu tiên của buổi ngày hôm nay Nam có hỏi anh Phục là chúng ta nên định nghĩa hay nên coi cố vấn tài chính là ai? Là cá nhân, là tổ chức, hay là như anh Phục vừa chia sẻ với quý anh chị là đó có thể là chính là những người bạn trong cái mạng lưới của chúng ta, đúng không? Đúng rồi. Mà khá nhiều người bạn, có người sẽ giỏi bất động sản, người giỏi về kênh tài chính. Nó sẽ là câu chuyện như vậy, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thưa quý vị, anh chị, nội dung của tập ngày hôm nay về tầm quan trọng của cố vấn tài chính trong quản lý gia sản cơ bản đến đây là kết thúc. Và trong cái phần chia sẻ và trao đổi của anh Phục và Nam, thì mong là quý vị anh chị có thể có cho mình những cái góc nhìn có thể là tương đối là tổng thể
về câu chuyện chúng ta nên coi cái tầm quan trọng của cố vấn tài chính như thế nào, khi nào chúng ta cần. Đó, và như phần chia sẻ của anh Phục rất là hay, chúng ta hãy có một cái tâm thế cởi mở. Những người cố vấn đó có thể ở ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí nó có thể là người vợ, người chồng của mình, đúng không ạ? Đó, ở Việt Nam thì chúng ta hay có một cái câu chuyện là hay coi là người vợ thì thường là cái tay hòm chìa khóa ở trong gia đình. Vâng, cũng tiết lộ với anh chị là ở trong series này thì chúng ta cũng sẽ có nói, có một tập chúng ta nói về câu chuyện này, nó nên như thế nào. Đó, và dưới góc độ của quản lý gia sản ở Việt Nam, chúng ta nhìn ra thế giới thì thấy như phần của anh Phục chia sẻ thực ra cũng khá nhiều lần rồi trong các cái nội dung khác của EZFIN về câu chuyện của áp dụng thành công ở trên thế giới với câu chuyện của tỷ phú Bill Gates, đúng không ạ? Vâng, và qua đó thì chúng ta cũng có thể giúp cho quý vị anh chị chúng ta nhìn nhận được khi nào chúng ta cần. Như anh Phục nói là chúng ta luôn cần. Đó, và sẽ luôn cần nhìn nhận về góc độ của quản lý gia sản hay tài chính của gia đình một cách chi tiết ngay từ cái câu chuyện của việc là sức khỏe tài chính như thế nào và chúng ta cần có mục tiêu hay kế hoạch tài chính ra sao, đúng không ạ? Vâng, và anh Phục cũng có những cái chia sẻ rất là tâm huyết về cái kinh nghiệm của bản thân anh Phục cũng như đội ngũ EZFIN trong cái hành trình mà cả trực tiếp lẫn gián tiếp hỗ trợ cho rất nhiều quý vị anh chị, trong đó có cả những người mà tưởng chừng như là rất là giỏi về tài chính rồi, nắm trong lòng bàn tay tình hình tài chính của một doanh nghiệp niêm yết VN30, nhưng cũng có những câu chuyện của bản thân mình. Đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị anh chị và rất mong tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ của mọi người trong cái series quản lý gia sản cho người Việt của EZFIN Việt Nam, và xin hẹn gặp lại quý vị anh chị ở tập tiếp theo của chương trình ạ.